tại đâu đó, yên tâm đi, yên tâm về đây. Ủa là sao cái phim á hả? Nói cũng sợ. Nhé nha. Nhé. Nhưng mình xíu nhắn để cái như vậy. Các bạn để dài để làm gì? Để nắng cái đầu. Các bạn thấy không? Nè, tóc dài nhẹ cỡ này nè. Và tóc này là được duỗi, các bạn thấy tóc rất mềm mượt. Nhưng quan trọng là mềm cỡ nào thì mềm, quan trọng là bạn thấy bạn có đẹp hay không. Các bạn nhìn em, nhìn họ thế. Có đẹp không? Các bạn không đẹp thì mình có quyền thay đổi để làm đẹp. Tại sao ta phải giữ một cái mà ta biết rõ ràng nó không đẹp? Đúng này. Thầy nói là luôn luôn đúng. Chính xác.
nếu mày nói sai thì ta coi lại đi một lại nó thấy đúng đúng đúng. Vô luôn quá à. Thầy nói khách vô chưa? Mời cô vô đi. Khách vô kìa. Okay. Cô làm gì? Anh
chúng ta tới liền. Yeah.
Ngày xưa vẫn dòng thông điều hiếu mơ như trong cảnh thì sĩ cũng nhằm nhả cái tóc kìa. Yeah.
Quá đẹp rồi. Thì các bạn từ nãy giờ dán đoạn này thì sẽ đi làm công việc nghệ thuật khác rồi đi đâu rồi không để anh tí nhé nha. Cảm ơn nha, mỗi giờ mỗi giờ đi hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao đâu em, để em không, à? Không biết rồi sao không biết chưa. Thank you.
mua. Tối nay chú đây là dụ đơ, giờ bé sẽ dùng phương pháp uống cái tàu cùng đi sẽ đắp lại. Hello, hai ba mét chân.